Xin mời các bạn, chúng ta tiếp tục đến khu trưng bày cây bonsai. Trước khi sang khu trưng bày cây bonsai thì chúng ta cùng đến với gian trưng bày của nhà vườn Huy Hoàng. Trước mắt chúng ta là những cây xanh. Cây xanh của nhà vườn Huy Hoàng. Rất đẹp. Đây là một trong những cây xanh lớn nhất của nhà vườn. Tiếp theo là chúng ta cùng đến với khu sân chính. Nơi đây rộng chừng vài ngàn mét vuông và trưng bày rất nhiều cây bonsai các loại, rất là đẹp. Và trước mắt là khu gian hàng tiếp khách, khu nhà tiếp khách của ban tổ chức. Khu vực này được trưng bày rất nhiều cây bonsai của ví dụ như mai chiếu thủy, rồi sam núi, linh sam, rồi xanh miền Bắc được trưng bày nơi đây. Rất nhiều loại cây, rất nhiều cây. Nếu mà quay phim chụp ảnh từng cây thì có lẽ là mất rất nhiều thời gian. Có lẽ chúng ta chỉ nên ngắm nhìn một cách tổng quát mà thôi. Đẹp lắm. Chúng ta ngắm nhìn từ trên xuống. Cây dừa. Nó còn có tên khác là xi núi. Lá đỏ, dừa lá đỏ. Rất nhiều người ưa chuộng loại cây này. Đây là khu trưng bày cây bonsai của một đại gia người Bắc Ninh. Đại gia này đã cho nhập về rất nhiều cây ở trong miền Trung, miền Nam về. Ở trước mắt chúng ta là khu trưng bày đây là một nhà vườn đã nhập rất nhiều cây được nhập từ Nhật Bản về, ví dụ như thông đen, đỗ quyên, rồi tùng, ta thấy là cây thông cây đỗ quyên nhiều màu sắc đang nở hoa, rất là đẹp. Đỗ quyên hoa đỏ, hoa trắng. Cây này rất nhiều hoa, hoa rất nhiều màu sắc.
Những giống cây này đều nhập được nhập từ Nhật Bản về. Có lẽ là để ngắm được kỹ càng hơn, được thưởng thức một cách cụ thể hơn và đầy đủ hơn thì chúng ta nên xuống tận nơi để chiêm ngưỡng từng cây. Và bản thân tôi thì tôi cũng chỉ quay những cây nào đẹp mắt, được nhiều người ưa chuộng, được nhiều người đánh giá bình chọn là cây đẹp thì tôi sẽ cho quay. Thì chúng ta cùng xem. Chúng ta cùng xuống phía dưới. Mời các bạn theo chân tôi. Rồi, đây là cây si lá đỏ. Có bộ gốc rất đẹp. Gốc thân xù xì, đế tỏa đều bốn phía, cây có dáng bonsai cực đẹp. Mai chiếu thủy dáng lùn. Rễ tỏa đều bốn phía, cây rất là già cây. Được trồng trên một chậu cổ, chậu này chắc là xuất xứ từ trong miền Nam, Biên Hòa, Đồng Nai gì đó. Gọi là lái thiêu, nơi mà sản xuất ra những nhiều chậu bonsai rất là đẹp, người ta thường gọi là chậu lá siêu, lá thiêu, Biên Hòa, Đồng Nai. Tiếp theo là mai chiếu thủy nữa, dáng lùn, cây rất là già cây, san núi đều là những cây có xuất xứ từ miền Nam, miền Trung. Còn đây là sam hương, xuất xứ từ Đài Loan. Cây này cũng là một trong những cây được trồng làm bonsai, rất nhiều người ưa chuộng. Lá có mùi hương rất là thơm. Lại mai chiếu thủy. Xanh, cây xanh này có rất nhiều quả, quả đang ngả màu vàng rất đẹp, chủ nhân đã cho lật lá cho nên là những quả đã được phơi bày, phơi ra cái đẹp của quả rất đẹp. Đấy, chúng ta chơi bonsai là phải như vậy, được thân, được hình, được dáng, được cành, được cả lá, được cả quả, được cả hoa. Tiếp theo là xanh hao hay còn gọi là kim sa tùng. Và cây này thì vùng Hải Dương, Chi Linh Hải Dương rất nhiều, hay là phía Tây Hà Nội cũng có. Và cây này rất khó trồng, chỉ cần mất nước một ngày thôi là cây có thể chết. Nhiều người đã gặt quả đắng vì cây này.
Cây này lá có mùi hương vậy, rất thơm. Lại một kim sa tùng nữa. Loại cây này phát triển ở trong vùng Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Nam, đến Bình Định, Ninh Thuận rất nhiều. Cây rất là lớn. Một loại cây bonsai nữa, dáng luôn rất đẹp. Cây này là cây hoa giấy. Tiếp theo chúng ta cùng đi sang gian bên. Kiểu cảnh. Chúng ta cùng nhìn ngắm tiểu cảnh cho vui mắt. Tác phẩm duỗi cây dưới này có hai cái rễ nôm nhìn thật là vui mắt. Thank you.
tác phẩm suối mini trực siêu được trồng trong một cái hũ, nhìn là mặn. Xanh bonsai dáng trực tác phẩm suối mini được trồng trên một cái chậu sứ cổ, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.